Theo như con được biết thông qua các cô chú tu Phật tông, họ nói họ cảm nhận được nguồn năng lượng của trái đất đang đi nhanh hơn ngày xưa rất là nhiều. Luật nhân quả cũng như vậy. Dạ thầy ơi, điều này có đúng không? Thầy có cảm nhận được điều tương tự như vậy không? Và nếu như vậy, có phải mình gieo bất kỳ nhân xấu hoặc tốt nào, nó cũng sẽ cho ra quả nhanh hơn đúng không? Nếu như mà quý vị kêu sư có một lời khuyên cho những người ở trên, thì sư chỉ có lời khuyên là bớt ảo tưởng lại. Có những phương pháp thực hành mà mình thực hành nó lặp lại thì nó sẽ đưa đến những cái ảo tưởng. Thì những cái ảo tưởng đó mình không chịu từ bỏ thì nó sẽ dẫn đến những trạng thái tinh thần bất ổn mà người ta gọi là bị tâm thần. Sư không có chửi nghe, mà sư đang nhắc nhở hãy cẩn trọng. Có rất nhiều những cái phương pháp để sống lâu, để khỏe mạnh, và một trong những phương pháp đó chính là thôi ảo tưởng. Mình đừng nghĩ là mình thực hành như vậy là nó hay, tại vì sư căn cứ theo chánh pháp thì sư chỉ có thể nói là sư chia buồn. Nếu như mà quý vị, những người đó đó không chịu từ bỏ những ảo tưởng như thế, thì sư chỉ có thể chúc quý vị thường lộ bình an, và sư mong là quý vị sẽ đạt được nhiều điều hạnh phúc trên con đường sanh tử. Chỉ vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình không chịu từ bỏ những cái ảo tưởng, không chịu từ bỏ những tà kiến, không chịu từ bỏ những suy nghĩ sai lầm, thì chỉ có thể chúc thường lộ bình an thôi, chứ không còn cách nào khác.